Dạ. Thơm quá. Mai heo nó mới ớt. Anh chị các bạn thân mến, bây giờ vẫn tầm 3 giờ trưa, 3 giờ chiều nha, tại Sài Gòn. Mình tiếp tục có mặt ở con đường Nguyễn Văn Luông này để chia sẻ cho mọi người về món ăn ẩm thực Vỉa hè Sài Gòn, đặc biệt là ẩm thực ở quận 6. Nếu trong những video trước á, thì đây, cách khoảng tầm 10 mét thôi, đó là bún riêu giò heo thì mình có quay đã chia sẻ cho mọi người rồi khoảng đó. Thì hôm nay mình có mặt ở địa chỉ là 169 Nguyễn Văn Luông, 169 Nguyễn Văn Luông này mọi người. Ok, 169 Nguyễn Văn Luông nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về món mái heo nướng muối ớt. Đó, khủng khiếp luôn. Hôm qua mình đi ngang mình thấy cái tủ heo của ảnh á, nhìn rất là hấp dẫn. Và hôm nay mình đi sớm để chia sẻ cho mọi người về quán này coi như thế nè. Thấy cái lò nóng mà. Trời, má heo này là bao nhiêu một cái? Thấy to quá vậy. 75, 70. Dạ, 75 và 70. Dạ. Cái đây là má heo nướng muối ớt đúng không anh? Dạ, wow, muối ớt quá trời luôn mọi người. Dạ, ớt rồi. Và bây giờ đem ra nướng thôi. Quá trời luôn mọi người. Ở đây là mình không có bán cháo và chỉ có bán má heo thôi. Má heo. Dạ. Lỗ tai nướng. À, lỗ tai là cái này ha. Cái này ốc mắt. Lỗ tai nằm dưới đây. À. Mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ anh? 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi là có rồi. Là bán tới mấy giờ hết anh? Trong buôn bán không nói trước được, khoảng 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Dạ. Má heo nướng muối ớt. Ớt như vậy thì nó có cay lắm không? Không, tôi thấy dạ, thấy thế thôi ha. Mít ăn cũng vẫn được. Dạ. Còn nếu mà mình em muốn ăn cay, có những người muốn ăn cay thì sao? Muốn ăn thêm nữa. À, là có một cái hũ muối riêng, muối ớt thì. À đây. Okay. Yeah. Một phần nó là một cái hay là một cặp anh? Một cái. Một cái ha. Dạ. Xưa 45-40 à. Dạ. Yeah. Heo heo mắc quá. À, này heo lên anh. Mình bán đây lâu chưa? Cả năm rồi. Năm rồi. Lúc trước là dân thân mình tiên rồi đó. Dạ. Viên 2 năm rồi. Dạ. Lúc trước là mình bán là 45.000 cái. 45 rồi. Dạ. Này là 75.000. Này heo lên quá. Thơm quá. Mai heo nó mới ớt. Nó bằng heo rồi. Mình nướng vậy là khách mua là lấy cái đó luôn hả? Phải nướng lại anh? Nướng lại, nướng cho hâm nóng lại. Dạ, là phải nướng lại một lần nữa ha. Dạ. Chứ đã luộc qua là chín rồi. Dạ. Là ở nhà mình đã ớt và luộc rồi. Rồi đây mình chỉ nướng thôi. Trời, khủng khiếp chưa mọi người, nó heo quá trời luôn. Một cái xe nè. Má heo nó mới ớt này mình nhớ lúc trước mình có quay một lần ở bên Thủ Đức đó mọi người. Cũng lâu lắm rồi thì mình chưa có quay lại cái món má heo nó mới ớt này. Chỗ này bán không biết ngon hay không, thì mình thấy cái màu sắc rất là hấp dẫn. Cái đó là lỗ tai ha. Lỗ tai đó mình bán sao anh? À,
tùy theo cũng nhỏ. Dạ. 70, 80, 90. Dạ. Là mình bán nguyên một cái vậy anh? À, một cái. Dạ. Cái có cái này là ví dụ như cái này là bao nhiêu ha? Này thì theo 80. 80 nghìn. Lỗ tai heo. Vợ. À, mới heo quận 6. Cái này mình ốp thì mình có để lâu không anh? Cái này là chín xong rồi mình ốp chắc khoảng 3 tiếng rồi. 3-4 tiếng ha. Dạ. Cho nó thấm vị và mình sẽ đem vào nướng. Cái răng con heo. Ba heo nha. Đó. Nếu được thì một trong video hôm sau, nếu được thì trong những video sau thì mình sẽ quay kỹ hơn về công thức ốp, về cái món ốp của má heo này để cho mọi người tham khảo nha. Ồ, rất hấp dẫn luôn, quá trời. À, hôm qua thì khi mình ăn xong thì mình thấy cái nước muối ớt của anh á vị rất là ngon, và được sự đồng ý của anh chủ thì sáng ngày hôm nay khoảng 8 giờ thì mình có mặt tại quán để quay cái khâu buổi sáng mọi người, để chia sẻ với mọi người về cái khâu mà làm chính nè, đó cái khâu công đoạn ban đầu của quá trình nướng má heo nướng nha. Bây giờ là anh đang vệ sinh rửa xong thì bỏ vào cái nồi. Đây là cái nồi điện để luộc lên. Mình sẽ quay từng công đoạn cho mọi người xem. Video này là mình sẽ mất 2 ngày. Đó, để giải thích cho mọi người. Tại hôm qua là mình đã hoàn thành được video, đáng lẽ là mình đã đăng rồi. Thì hôm nay mình muốn cho video nó chất lượng hơn thì mình đã có mặt ở đây. Mọi người thấy nè. Cái này là anh đang chuẩn bị rửa. Đó, rửa sạch. Cái này là con mắt mọi người. Hôm qua thì mình ăn kia nướng lên thì mình không thấy rõ con mắt heo, còn đây là mình thấy rõ mắt heo và thịt, người thấy thịt rất là nhiều luôn. Luộc lên thì thịt nó teo lại. Còn đây là cái lỗ tai này là ký hiệu các khâu kiểm dịch của heo đầu vào mọi người. Đó, heo này là ở Bình Điền. Đây mình lấy ở Bình Điền đúng không anh? Dạ, đây là cái ký hiệu đó mọi người thấy không, ký hiệu đàng hoàng luôn. Chợ Bình Điền là một chợ đầu mối rất lớn ở Sài Gòn. Còn cái đây là cái nồi đó, nồi bằng điện đây. Anh mới giờ bắt đầu nữa, nó bắt đầu sôi sôi rồi, để tí ha. Đây là má heo sau khi rửa sạch, bây giờ là sẽ luộc luôn. Cái nồi bếp điện bự. Đây mình luộc khoảng bao lâu thì được anh? Một tiếng. Một tiếng ha. Dạ. Đó, phải đợi một tiếng mọi người. Cái nồi này mình luộc được bao nhiêu ký anh? 50. Dạ, 50 ký ha. Thôi, cho bả lửa luôn. À, mình để đây thì nước sẽ dâng lên nồi. Thấy cái má heo mà khi chưa luộc đó, thịt rất là nhiều luôn, luộc thịt nó săn lại rồi, bự to đùng. Đây là cái lỗ tai heo là bỏ sau cùng. Mình có luộc chung với ốc heo không anh? Có. Dạ. Yeah.
để một tiếng mọi người. Tìm nước ha. Đây sao gần xe gần một tiếng thì nó cũng chín đó mọi người. Đây ở bên đây là quán ốc của chú này rất là dễ thương nè. Đó, ốc mình bán nó khoảng từ mấy giờ hả chú? 5 giờ ra bán không? Dạ 5 giờ ra bán rồi, sáng mai là mình mới chuẩn bị ốc như vậy rồi. Đó mọi người, ăn ốc thì mình ghé qua đây luôn. Dạ. Đây là khâu chuẩn bị vào buổi sáng, ốc tươi không mọi người. Còn đây quay mình sẽ quay lại đây. Má heo nướng, ô má heo đang luộc lên. Một tiếng rồi đó mọi người. Thơm quá. Những bỏ gừng vào thơm rất mùi gừng. Và bây giờ sẽ tới công đoạn vớt ra và ướp. Đây, cái thao gia vị để ướp mọi người. Mọi người thấy ớt à. Rồi, nhưng mình không có cay nha, chỉ the the thôi. Cắt luôn tay ra mọi người. Chuẩn bị khò lửa mà sao mình lửa tay heo mình thấy khò qua một miếng lửa nè nó sạch lông em. Dạ sạch lông ha. Dạ. Cạo cũng được nhưng cạo mất thời gian. Dạ. Khò để cho nó sạch lông rồi. Cạo mất thời gian. Dạ. Mình khò xong mình mới ướp ha. Còn đây, bây giờ là chuẩn bị cái khâu vớt má heo ra. Trời ơi, người thấy không? Quá trời, đã thiệt. Cho nước vào cho đỡ nóng hả chị? Nói ra rất là nóng mọi người. Đó mọi người thấy thịt hồi nãy nhiều lắm nhưng mà luộc. Luộc xong thì thịt nó teo lại bớt. Bên đây là ốc heo mọi người. Bọc khói lên à, cái này ớt nữa thì chiều và sẽ đem ra nướng. Nóng cực thơm mùi gừng, thơm mùi gừng ghê luôn. Sau khi luộc chín bây giờ là cái khâu sắt để mình ớt, ớt gia vị cho nó thấm rồi. Thì chỗ đó là con mắt hả chị? À con mắt đó luôn. Cái chị đang cầm là cái má heo sườn sụn, sụn gân. Còn cái đây là má heo thịt nè. Có hai loại nha. Heo thịt thì cái dạ. Heo thịt thì thịt nó nhiều hơn ha. Đó. Đây là má heo thịt. À mình bỏ khi là mỡ hả chị? Dạ. Chỉ còn lại thịt thôi. Quá trời luôn. Trong xeo qua để ướp.
mình phải massage. Dạ. Massage nữa hả chị? Chị nó thấm gia vị rồi. Trời ơi, người đấy ớt quá trời không, nhưng mà nó chỉ có the thôi. Đâu. Chị làm rất là kỹ luôn. Đó, sẽ cho vào thùng này. Thùng này vào tới chiều mình sẽ nướng nha. Gọt cái mỡ mà được, đây là mỡ để bỏ nè, đó, đã bỏ thôi chứ không sử dụng. Thơm thịt chuồng, thịt chín lên nó thơm quá trời. Sẽ ớp cùng với lỗ tai luôn. Dẫn chưa, vẫn còn rất là nhiều ở bên ngoài luôn. Rồi sẽ xong rồi, bây giờ là một thùng luôn. Ở bên đây là má heo, còn bên đây là lỗ tai đó. Mình sẽ ướp tới chiều khoảng 3 giờ là mình sẽ đem ra nướng. Rồi, mời mọi người quay lại video để xem tiếp trọn vẹn video má heo nướng trên biển ở Sài Gòn nha. Một cái thùng to lắm mọi người. Đó, để bả lửa luôn. Để kỹ lại gần gần một tí nha. Thơm quá. Ok, quá tuyệt vời. Bếp than này nóng quá. Thấy không? Anh nướng mới có một tí mà nửa tủ rồi. Một tí mà đầy rồi nữa mình sẽ quay tiếp cho người xem. À mỗi lần nướng là mình phải chà vậy anh? Dạ, nó sạch. Dạ. Bụi cò bám à. Dạ. Cái này mình gọi là gì anh? Cái này là ốc mít ở trong bộ đồ lòng của heo á. Dạ, ốc mít. Mình bán là nguyên màu xiên vậy anh? Dạ, một lạng là 30.000. Món heo, má heo nướng này mình sẽ ăn với loại rau gì anh? Kèm với loại rau gì ha? Rau răm, dạ. Cải chua. Rau răm, cải chua. À, nên là con mình không làm cải chua, ăn dạ. Kèm vô leo. Dạ. Xong rồi một tủ luôn, rồi cực kỳ hấp dẫn. Và bây giờ mình sẽ kêu một cái nướng cay mình thưởng thức mới được. Cái này là nướng sơ, khi nào mọi người ăn thì sẽ nướng lại. Răng như đây là chủ yếu người ta mang về thôi, do bọc sẵn cái còn rau dưa này mọi người.
Sớm á, quay lại chạy hết á. Anh mua hết luôn á. Nắng quá, giờ nắng mà chiều mới đọc mưa. Nắng mưa thất thường á. Mấy đứa cháu anh nó phái cái này lắm. Không bít á. Đợi lúc ăn heo nè, còn hai cái má này anh với thằng anh nhậu. Thằng gái rồi, uống 5 lon rồi đi ngủ rồi. Rồi. Uống nhiều gì vậy? Rồi 5 lon rồi để khác. Em uống 2 lon. Hồi đó anh có một bạn nha, giờ nó qua công ty kia đóng rồi. Nó uống mà nhập viện. Thở oxy luôn. Thở dùm luôn, lần sau ra mua là tính giá mày em nha. Rồi. Đây tuổi mình thấy người ta bán mua đem đi mọi người. Tính sao á, nãy điện cho đó mới em mắc thật đi. Dạ. Giờ mắc giờ thịt này thịt con ăn cái nào? Cái này là lỗ tai heo mà. Đúng rồi. Khá thật luôn anh. Lỗ tai heo nó có gừng á. Chẳng thật. Gừng sụp. Có hai ngành bán mọi người, một hành nướng và một hành cắt ở phía trong. Qua nó nằm trên vỉa hè thôi. Chỗ của mình là mỗi dân luôn. Đối diện với công viên rất là mát. Mình này. Dạ, cái của em này bao nhiêu anh? Cái của em thì 70. 70 ngàn hả? Nó sẽ có gần mắt sụp trong đó. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Trời ơi. Đây, một cái má heo nướng muối ớt mọi người trên vỉa hè quận 6 nha. Thì mình kêu cái này là cái có gừng, có sùng, có mắt là 70 ngàn. Còn cái có thịt riêng nữa là nó sẽ có thịt nhiều hơn. Mình thấy to bự cho bá lửa luôn. Đó. Rất là bự luôn. Anh chủ ơi, cái này là thường là trên nửa ký không anh? Hơn ha. Dạ. Bự lắm mọi người, bự và nặng đó mọi người xem. Ôi thơm phức à. Đó. Đây. Cái gân ở đây, cái gân lại đây. Đó, ăn cái này nó gòn gòn thịt thịt nè. Còn mắt đâu rồi, mắt lại đây. Gân mắt sụn. Mắt lại đây. Còn sẽ nó có sẽ thịt bao quanh. Còn cái má mấy heo thịt đó thì nó sẽ thịt nhiều hơn. Cái này là răng heo nè. Đó, cái răng heo nè. Cái này mình gỡ ra được là một bụi gân. Ăn cái này chắc ngon lắm á. Này mình sẽ ăn với dưa leo và muối tiêu chanh. Thử coi, thử coi. Cái này ớt nha, mình kêu có loại là cay. Tại vì có một cái loại là không cay. Ít cay chứ không phải là không cay nghe thôi. Ăn thử cái này, cứ gừng. Dưới vậy lo cho nó đẹp lắm. Trời ơi, thơm. Cái vị ớt quả nó rất là thơm á. Vị nó cay thay the thôi, nó không phải là cay lắm. Người thấy ớt mình không phải cay lắm. Giòn giòn thật luôn. Cái má heo thịt thì nó không có mấy cái này nha. Vừa thấy nó mình lọc được. Đó. Ghê chưa? Thường mấy món nướng nướng á thì anh chị các bạn mình cố gắng mình ăn liền. Ăn liền nha, tại ăn nguội đó bắt cái độ ngon liền. Rồi. Không dám mọi người cắn vô miếng sụn á. Đã rồi đó. Này trắng thôi. Đó, còn rụm à. Chấm miếng dưa.
tiêu chuẩn. Đẩy miếng nhà một cái. Bây giờ mình sẽ thể thật nó ra. Màu nó hấp dẫn quá mọi người. Nhìn cái màu thôi là muốn ăn rồi đó. Đây. Thì nó từng miếng thịt ra. Cái này là có cứa rồi nè, thành cứa một đường hai đường. Miếng thịt này. Rồi thì mình sẽ ăn cái miếng thịt cho nó cay hơn. Tại nãy là cái miếng mà mình chịu ảnh làm cay cho nhiều đó, là ảnh quét ở phía ngoài này. Miếng thịt tôi còn giữ độ nóng, miếng thịt còn giữ độ nóng, mềm mềm và ngọt ngọt. Có vị cay sa tế nó thấm vào miếng thịt người ngon ghê. Có kinh nghiệm mấy năm rồi. Còn gọi thơm và ngọt hơn. Trong này cũng có thịt nữa, quá trời thịt. Mặt heo á. Cay quá. Bây giờ thì mình đã cảm nhận được cái vị cay rồi. Có một cách ăn dân dã hơn nữa. Mọi người thông cảm nha, bây giờ mình sẽ ăn một cách rất là dân dã. Ăn theo kiểu nhà hàng nha. Đó. Còn ăn dân dã là vậy. Ăn dã nó sẽ ngon hơn, tại vì mình cắn nó, cái vị thấm vào cái mũi lưỡi mình. Và mình cảm giác nó ngon hơn. Rất nhiều thịt mọi người. Anh chị các bạn mình đánh giá sao về một cái má heo siêu to khổng lồ 70.000 ở trên biển hay Sài Gòn thì tham gia đóng góp ý kiến nhau. Mình cảm nhận thì vị khi mà nóng nha, nóng nha, mình đang cảm nói về độ nóng thì ngon, vị thấm đều, thịt nhiều, có gân có sụn, thơm nữa, cay nhiều thì anh sẽ làm cay nhiều. Quá tuyệt vời. Wow, cái này thịt quá trời luôn. Rồi cảm ơn anh. Nếu thấy video hay hữu ích nhớ đăng ký kênh để mình có thể nhận được nhiều video giá trị hơn, và đừng quên nhấn vào nút cái chuông bên cạnh nút đăng ký. Còn bây giờ thì xin bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin bye bye.